Xin chào quý vị các bạn, anh em mình hôm nay tiếp tục đi săn đây. Giờ này đã 10 giờ đêm rồi. Anh em đi săn chuột bảo vệ mùa màng, hoặc là có những con rắn hoa khế hoặc là cá sộp. Đầy đủ các kiểu rồi. Năm trước anh phải chọn những hôm nào mát trời anh mới đi quay đấy. Đây, quý vị các bạn thấy là anh em ai cũng có cái ná để đi săn. Rất lành mạnh quý vị các bạn. Xin chào mọi người nhá. Anh em mình hôm nay lại tiếp tục đi săn. Quý vị các bạn đã thấy ông anh bảo là con chuột đất to lắm, nó chui vào trong hang. Mấy một giờ đêm thì mình vẫn ra đây. Nó vào đây hả anh? Có chặn gì không anh? Bùn đất rồi. 11 giờ đêm anh em vẫn đi săn. Anh có chặn không anh? Không, nó to ra ngoài đấy. Nuôi ở đây. Úi dồi ôi, thế thì chết rồi, sẽ được mồi rồi. Chạy hết. Xít mất. Hy sinh những bụi cỏ này. Cỏ chuyên nuôi cá. Sao anh phát hiện nó ở đây anh? Thì nó đào đây này, xong mình đặt bẫy anh ra thấy nó luẩn quẩn nó định chạy. Mình anh tự em không hỗ trợ được gì đâu. Ôi to quá anh ạ. Ôi con này phải 1 cân. Mà hay như 2-3 con đấy anh ạ. Không, có 1 con thôi. Con thôi. Đấy. Đã được 1 con chuột đất. Nếu mà được con này nó phải tầm 8-9 lạng quý vị các bạn ạ. Đấy, giết rồi đấy. Lắm anh ạ. Chuột đất ăn rất là sạch, nó chủ yếu là ăn cỏ gấu với của gấu với cỏ danh thôi. Trời ơi. Đúng. Không phí buổi đi săn quý vị các bạn ạ. Trời ơi, nhìn nó hấp dẫn thế này cơ mà. Trời. Con này to nhỉ. Ừ. Lắm rồi, bắt được chuột đất to này. Người con vật sạch. Úi dồi. Như con rúi anh ạ. Không còn con nào không? Chắc hết rồi. Quý vị con thấy đây. To như thế cây luôn. Kịch rồi. Trời ơi, hấp dẫn quá anh ơi. Dồi, cái răng của nó. Úi dồi. Cái này mọi khi anh em dùng kìm, nhưng mà hôm nay anh ấy dùng tay không được không? Có mẹo mà. Nói chung là nó... Bẻ nghiêng phát là được mà. Con này phải 8-9 lạng. Quý vị các bạn thấy thế thôi. Mà... răng của nó này. Nào nó cắn đất kinh nhỉ. Trời. Như con rũi luôn. Thật hấp dẫn. Kinh. Đây nó đục hết đất rồi. Phá hoại cả cái bờ ao này quý vị các bạn ạ. Đi, đi quân. Vâng. Anh cứ đi đi.
Em cho sau anh. Chứ em thì không có. Mục lên này. Nhưng mà anh đặt cái bẫy ở đây nhưng nó vẫn chưa được. Nhưng mà nhiều con chứ anh nhỉ, đâu phải một con này. Một con thôi, à. Con này nó kinh. Sản phẩm của anh em mình là lắm rồi, vô là con chuột đất to. À. Con này cắn phải gập xương. Béo thế, ở đây nó ăn chuối mới là ăn cỏ gấu. Cái giống chuột đất rất sạch bởi vì nó chỉ ăn cỏ danh và củ gấu thôi, nhưng mà nó đục phá bờ để nuôi cá rất là mệt. Cái đuôi của nó gần bằng ngón tay trỏ. Vâng. Làm gì nó chả to. Vâng. Xin chào quý vị và các bạn, hẹn quý vị và các bạn ở các buổi đi săn lần sau.